kiểu một tấm ảnh bình thường thành một bức ảnh thật mộng mơ và đầy lãng mạn. Cùng làm với mình nhé. Đầu tiên mình có hai lớp, một là tấm ảnh gốc muốn chỉnh sửa và một tấm là hiệu ứng bokeh. Các bạn có thể tải stock để thực hành bên kênh YouTube của tụi mình nhé. Đường link nằm ở trong hồ sơ bên mình. Chuột phải vào lớp nền và chọn Convert to Smart Object. Sau đó nhân đôi lớp nền này lên hai lần với Ctrl J. Tắt lớp thứ hai và trong lớp thứ ba vào Filter, Blur, Gradial Blur. Thiết lập thông số như sau: Amount 100, Blur Method Zoom, Quality Best, OK. Mở lại lớp thứ hai, nhấn giữ Alt và chọn biểu tượng Layer Mask dưới đây để tạo lớp mask màu đen. Sau đó dùng công cụ Brush, Opacity khoảng 75%, nhớ đổi màu trắng từ Background lên Foreground bằng nút mũi tên này hoặc phím tắt X nhé. Bây giờ bôi lên mặt mẫu để lấy lại vùng rõ trên khuôn mặt. Bạn có thể giảm opacity xuống và bôi vào những vùng rìa cận tóc để những khu vực đó không quá rõ nhé. Mờ nhẹ là đẹp. Bây giờ mở lớp bokeh lên. Chuyển blend mode từ normal sang screen. Mờ mờ ảo ảo rồi đó thấy chưa? Thêm lớp curve để tăng phần contrast cho bức ảnh bằng cách tăng vùng highlight và giảm vùng shadow đi. Rồi, đến lượt bạn đó, thử làm xem nào. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.